Cái này cái nu bồ công nha bạn. Cái này chiều cao được 60 nè. Tà ngang 90. Cái này đế đẹp. Hoành ngay tại vị trí này được khoảng 60 nè. Ở dưới thì nó bự hơn. Dưới chắc khoảng 70. Nguyên cục dưới khoảng 70. Nu lục cục già cái bạn. Nu mà khỉ. Cành nhánh nâu nu già cây. Cái này thành phẩm rồi. Đế nó cũng đẹp nữa. Sao chỉ nuôi thêm cái cọng này cho nó bít, nó bị cái hổng này, người ta nuôi xong rồi nuôi thêm cái cọng như này nữa. Một cạch nó già, nu quá nu. Xẹo trên ngọn thì liền trăm trăm rồi. Cái này thì giá nó cũng hơi cao nha bạn, thành phẩm phơm cũng lớn. Nhìn nó cũng già cây lực cây lắm. Mấy cái bắp này bự các bạn. Bắp chỗ này lớn hơn 20 nè, bắp chỗ này khoảng 25 nè, bắp chỗ này khoảng 20 22. Ủa công nha bạn.